Buông ốc uống rượu rồi sao mặc đồ đẹp quá vậy? Cái này là mặc theo yêu cầu của vợ chứ không phải là anh muốn mặc như vậy. Đôi dép đẹp quá nè. Đẹp đẹp không? Đẹp. Hôm nay mình sẽ làm tiệc sinh nhật bí mật cho chồng mình. Chồng mình đang chưa biết là đi đâu, làm gì. Mình đang mặc Quay gì đồ. vậy? Hôm nay vợ đi ăn à, hôm nay là vợ đưa đi ăn món bún ốc hoặc là bún riêu Nhân dịp gì? nhân dịp sinh nhật của chồng. Mà chồng có đoán được là vợ đưa chồng đi ăn gì không? Cùng lắm là đưa đi ăn bánh mì đúng không, cái gì còn gì đâu, Bí mật tới đó sẽ biết. bí mật suốt từ chiều đến giờ. Bí mật. Cuộc sống phải có nhiều bí mật mới vui. Đây là outfit có thể ăn được ở vỉa hè. Rồi, trong chuẩn bị tiếp đi. Chuẩn bị xong rồi, Chưa, còn làm tóc nữa. đâu cần làm tóc đâu, Đi ăn vỉa hè này nữa cũng phải tươm tất. Nhanh đâu lên. gió thổi là bay hết tóc. Đi đi. Chuẩn bị đưa chồng đi tiệc bí mật. Chồng chưa biết gì hết, chưa biết là đi đâu. Hôm nay sẽ làm cho chồng bất ngờ. Mẹ bầu hôm nay mặc đồ trắng. Đã tới nơi rồi. Mà trời mưa to quá Trời đang nên mưa, chồng mình đang cầm cây dù màu hồng của mình. Đang đi vào, chồng mình vẫn chưa biết đi đâu. Tại bún đậu ở trong đây ngon lắm á chồng. Đây. ngay Vô đi. Và hai anh em là có cùng ngày hai năm cùng với nhau là cùng ngày rồi mày cần hay đi và hy vọng là năm nào hai anh em sẽ thích được đây là năm hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi anh hôn vô dòng của anh đi còn em chuyển ra hôn người của em. Đây là người đẹp đó, hôm nay chơi của em biết là có đầy đủ và nhiều người như vậy. Đây cũng phải cảm ơn Vân thật. Thực sự là anh có bất ngờ không? Không ngờ có tên quay trên đây luôn. Thôi, có phải khóc thôi Hiếu. Anh phải khóc thế là đủ rồi. Có khóc thôi là nhà rồi đấy. Ok, cảm ơn Vân nhá. Dạ. Chúc mừng mọi người. Happy birthday.
Được hết anh ơi, đây cũng là một chủ nhân của bữa tiệc này. Đây là nam thần của nam thần chúc ngày sinh nhật luôn, như là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà bữa tiệc mỗi đứa một đường mà đi. Yeah. Đây mình chuẩn bị sinh nhật cho chồng mình mất ăn mất ngủ, chồng mình vẫn ngồi ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khi mà không phụ lòng sắp về không phụ lòng về không phụ lòng người đã chuẩn bị, đây là outfit đi ăn bún đậu đó. Bún đậu ngon không? Bún đậu ngon anh ngon. Đây là mặt cái này rồi. Anh bảo đây là cái mặt mà sau khi ký xong cái tờ giấy gì đó thì cái mặt trở nên như thế này. Như mặt sau khi ký giấy là ký cái mặt. Đây là hai buồn rồi. Đây là chân mặt trước nè, trước và sau nè. Trước khi ký giấy là ký cái không. Sức khỏe dồi dào và hạnh phúc.
đạt một vài thành tích tốt trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 19 năm 2020 là một ngày rất là tuyệt vời. Mặc dù là ngoài kia trời mưa rất là lớn, nhưng mà hôm nay thì hôm nay là một cái tiệc rất là ấm cúng và rất là đẹp trai, rất là nhiệt huyết. Chúc mừng sinh nhật nhiệt huyết. Chúc anh kể lại khúc này. Không dễ thương á. Happy birthday anh Nhật. Ngày hôm nay thì rất là vui, tại vì là cũng đã lừa và tổ chức được một cái sinh nhật đúng như vợ của anh đã lên kế hoạch mấy tháng trời. Tuy nhiên là nghe đồn là đủ đi ăn gì biết động mất tôi, nhưng mà anh ăn mặc hơi đẹp quá không nhỉ, đúng ra là phải xùi xòa thì bước vô cái không gian này nó mới tạo bất ngờ. Nhưng không, khi vừa mặc nhẫn đẹp sức ơi là tức. Nhưng mà nói chung là chúc mừng sinh nhật anh và chúc anh sẽ có một sinh nhật mà vui vẻ, ăn hết nhiều kỷ niệm, và đặc biệt là trong năm nay là sẽ tâm tình sinh nhật rực rỡ. Rồi hết rồi. Nhân dịp sinh nhật thì chồng mỗi lỡ nhân dịp sinh nhật thì vợ chúc chồng sinh nhật vui. Oh my god, oh my god, không ngờ luôn. Năm nay sẽ có nhiều điều mới. Chúc vui, happy birthday. Đây là lời chúc to nhất rồi, mấy cái này là tôi làm hết trơn rồi. Em nhớ thôi, chính là tôi đó. Vui. Đây quà lớn nhất, quà siêu to khổng lồ.